Đại tá Tư Cang, người suốt đời bảo vệ Phạm Xuân Ẩn. Như các bạn đã biết, cụm tình báo H63 đã đưa tên tuổi nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trở thành một trong những điệp viên xuất sắc nhất mọi thời đại. Với sự giúp đỡ, bảo vệ, che chắn của cụm trưởng H63 cũng như các anh chị em giao thông liên lạc luôn sẵn sàng hy sinh, nên ông Phạm Xuân Ẩn đã trở thành một điệp viên hoàn hảo đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến, trở thành thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhà tình báo xuất sắc nhất của ngành tình báo Việt Nam. Trong khi đó, Đại tá Tư Cang, cụm trưởng H63 cũng trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Họ là hai người đồng chí đã sát cánh bên nhau trong những lúc gian nan ngặt nghèo nhất. Tư Cang tên thật là Nguyễn Văn Tàu. Ông sinh năm 1928 tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 trong phong trào thanh niên tiền phong. Trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1954, ông là chiến sĩ quân báo của Việt Minh ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc rồi đổi tên là Trần Văn Quang, làm trung đội trưởng trinh sát kiêm chính trị viên đại đội đặc công của sư đoàn 338. Về hồ sơ của nhà tình báo Tư Cang trong Bộ Tổng tham mưu Ngụy và sự cảnh giác cao độ khi hoạt động trong lòng địch. Ông Tư Cang nhận nhiệm vụ làm cụm trưởng cụm tình báo H63 từ năm 1962, là mạng lưới tình báo phục vụ cho hoạt động của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Trước đó, H63 tên là A18. Tư Cang từng nói, cụm A18 là một cụm đặc biệt quan trọng, với điệp viên quan trọng nhất là Phạm Xuân Ẩn. Nên chúng tôi làm việc với tinh thần bảo vệ Phạm Xuân Ẩn tuyệt đối. Hồi mà giặc lập ấp chiến lược, những cung cấp quốc sách ấp chiến lược, rồi tới cái kế hoạch McNamara, kế hoạch điện tử, rồi tới những cái sau này, nghĩa là cái AB146, AB147 tiếp tới sau, nghĩa là mỗi năm thì giặc nó có cái ý đồ gì, chiến lược gì cho năm sau á, thì nó ký một bản gọi là AB. Thì nó ký vừa xong thì từng là mình có trong rừng rồi, và có Hà Nội rồi để mà nghiên cứu để biết cái âm mưu sắp tới của nó. Kể từ khi làm cụm trưởng tình báo H63, A18 ý thức được tầm quan trọng của cụm và việc giữ an toàn cho Phạm Xuân Ẩn, nên cụm trưởng Tư Cang đã hy sinh rất nhiều. Những hy sinh thầm lặng mà suốt nhiều năm đồng đội của ông trong cụm H63 A18 hầu như không ai biết. Năm 1954, khi tập kết ra Bắc, ông chưa từng một lần gặp con gái. Vợ của ông gửi một tấm hình con gái, ông mới biết con gái mình mặt mũi ra sao. Tấm hình đó ông nâng niu giữ gìn đến nỗi có lần bị địch càn, ông phải bơi qua sông. Ông ôm theo bọc vải chứa tấm hình con gái, một tay bơi, một tay giơ bọc vải lên cao vì sợ làm hỏng mất tấm ảnh của con. Đến năm 1962, khi trở về miền Nam, ông gọi vợ ra chiến khu, gặp nhau trong chốc lát rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Kể từ đó cho đến mãi năm 1975, ông không có dịp về nhà để gặp con gái mình. Ngày đó, vợ ông làm việc cho một ngân hàng và sống ở ngay trong thành phố. Con gái ông cùng mẹ ở đó, biết vợ con ở ngay trong thành, biết cả con ngõ vào nhà, nhưng mỗi lần đi qua cư xá nơi vợ con đang sống, bao giờ ông cũng phải cố nhấn ga đi cho thật nhanh. Có những lần cái đầu, cái tay điều khiển xe ông đi thẳng, nhưng trái tim ông thì cứ thôi thúc rẽ vào con ngõ ấy để được về với vợ, với con trong chốc lát. Nhưng cuối cùng, cái đầu tỉnh táo của nhà tình báo đã chiến thắng. Ông đã lái xe qua ngôi nhà đó bao nhiêu lần trong suốt 13 năm, chính ông cũng không nhớ, nhưng chưa một lần ông rẽ vào. Lý do cho sự khắt khe đó với chính mình thì chỉ có những nhà tình báo như ông mới hiểu. Ông tâm sự, những tài liệu mà Phạm Xuân Ẩn mang về đều là những tài liệu có tầm chiến lược, có những thông tin ảnh hưởng đến cuộc chiến của ta với Mỹ Ngụy tại miền Nam Việt Nam. Là người cụm trưởng, tôi hiểu tầm quan trọng của Phạm Xuân Ẩn như thế nào, nên việc bảo vệ sự an toàn cho Phạm Xuân Ẩn với tôi quan trọng như thế. Tôi luôn nghĩ thế này, vợ tôi sống với con gái, trước giờ chẳng ai biết bà ấy có chồng. Nếu tôi về thăm nhà, người ta để ý, bọn mật thám nó để ý, rồi tụi nó theo tôi thì lộ. Tôi chết đã đành, nhưng anh Ẩn cũng hỏng. Lưới tình báo H63 mà ông Mười Hương kỳ công xây dựng bằng việc cử Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học, coi như đổ xuống sông xuống biển. Khi đó, tổ chức có hỏi tôi làm sao gánh nổi trách nhiệm đó với tổ chức, với nhân dân, với đất nước. Đó chính là lý do khiến 13 năm liền, từ năm 1962 đến ngày giải phóng năm 1975, Đại tá Tư Cang chưa bao giờ bước chân về nhà.
kể cả ngày con gái ông lấy chồng hay ngày con gái ông xin cho ông một đứa cháu ngoại. Có đôi lúc chính Tư Cang cũng nghĩ rằng ông đã khắt khe với chính mình, nhưng sự cẩn trọng của một nhà tình báo không cho phép ông vượt qua giới hạn đó, và thực tế sau này đã chứng minh sự cẩn trọng của ông là hoàn toàn chính xác. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tá tình báo Tư Cang khi đó đang là chính ủy của lữ đoàn đặc công, có nhiệm vụ tấn công vào cơ quan Bộ Tổng tham mưu địch. Khi chiếm được cơ quan này, ông Tư Cang phát hiện một danh sách các cán bộ cộng sản quan trọng mà Mỹ ngụy cất công điều tra, theo dõi. Chúng dán lý lịch của mỗi người trên một cái bảng nhỏ, treo trên tường trong một căn phòng tối mật. Trên tấm bảng ghi: Tư Cang, phó chính ủy tình báo miền, người trắng, cao cao, có đặc điểm bắn súng bằng hai tay rất giỏi, yêu thích văn nghệ, quê quán chưa xác định, gia đình chưa xác định. Trên bảng lưu hồ sơ về Tư Cang, bức ảnh của ông là một khoảng trống, tất cả những thông tin mà địch biết về ông chỉ có thế. Đến lúc đó, Tư Cang mới thực sự biết rằng việc ông không về thăm nhà là một quyết định chưa bao giờ sai lầm. Hẳn là qua thông tin khai thác được từ những kẻ chiêu hồi, Mỹ ngụy đã nắm được ít nhiều thông tin về nhà tình báo Tư Cang và vai trò quan trọng của ông, đặc biệt sau này khi ông trở thành phó chính ủy phòng tình báo miền. Nếu bắt được Tư Cang, đó sẽ là một món hời, một chiến công lớn mà tình báo Mỹ ngụy lập được. Chúng đã điên cuồng cho người đi tìm thông tin về Tư Cang, nhưng tất cả những gì chúng biết về Tư Cang chỉ là mấy dòng vỏn vẹn đó. Không một tấm hình nào của ông, không một thông tin gì về vợ con, quê quán của ông bị lọt vào tay địch. Nguyên tắc bí mật đó ông giữ gìn với cả những người đồng chí của mình. Ngày đó vào thành hoạt động, Tư Cang sống trong nhà cô Tám Thảo. Cô Tám Thảo cũng là một thành viên quan trọng của cục tình báo H63. Gia đình Tám Thảo là tư sản giàu có, chị em cô đều xinh đẹp và được ăn học đầy đủ. Cô Tám Thảo cũng không biết về vợ Tư Cang. Để giữ liên lạc thông tin với Tư Cang ở trong thành, tổ chức yêu cầu ông chọn một người thật sự tin tưởng. Tư Cang đã chọn vợ mình vì ông biết không ai có thể giữ gìn sự an toàn của ông hơn bà. Mỗi khi ngoài khu có thư vào hay có thông tin liên lạc với ông, họ sẽ qua vợ ông, và ông là mắt xích đi bắt liên lạc với ông. Bà trở thành một mắt xích trong cụm tình báo H63A18. Nhưng cô Tám Thảo cũng không biết bà là liên lạc của Tư Cang. Những đồng đội khác của ông cũng thế. Có lần vợ ông mang thư đến cho cô Tám Thảo. Ông Tư Cang đang mặc bộ pyjama, ngồi trong căn phòng sáng đèn neon, dạy tiếng Anh cho chị em Tám Thảo. Cô Tám Thảo ra cổng lấy thư của vợ ông, mang vào cho ông. Có bà đầu búi tóc đưa cho anh cái này. Ngày đó vợ ông hay búi tóc đằng sau đầu, nên Tám Thảo gọi như thế. Tư Cang ở trong nhà nhìn thấy vợ, mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Vợ ông ở cổng nhìn vào thấy chồng, ánh mắt vẫn không thay đổi. Cả hai ông bà cùng nén lại những nỗi niềm thương nhớ để bảo vệ sự an toàn của Tư Cang nói riêng và cụm tình báo H63 nói chung. Tiết lộ về lần run chân duy nhất trong đời của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Ở tuổi ngoài 90, ông Tư Cang là thương binh hạng 2/4 với thương tật là 62%. Có lần đi khám, bác sĩ thông báo ông bị hỏng bán cầu não bên phải, chỉ còn bán cầu não bên trái là hoạt động. Nghe vậy, ông nói đùa: hư bên phải tôi xài bên trái là được rồi. Ông rất lạc quan vào cuộc sống của mình. Bởi với ông, việc còn sống đến giờ phút này đã là một điều may mắn. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cụm tình báo H63 có tất cả 45 người, trong đó có 27 người hy sinh, những người còn lại cũng bị thương. Tư Cang luôn tin rằng thần chết đã từ chối ông rất nhiều lần trong những năm chiến tranh đó. Phụ trách cụm tình báo H63, Tư Cang vừa phải giữ liên lạc và chỉ đạo với các điệp viên trong thành, vừa phải quán xuyến các vấn đề giao thông liên lạc. Có thể hình dung như thế này: cụm tình báo H63 được chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận là điệp viên luôn ở trong thành, một bộ phận là giao thông liên lạc đi về giữa thành phố và căn cứ, và một là khu vực đặt điện đài vô tuyến ngay trong một căn hầm ở địa đạo Củ Chi. Cụm trưởng Tư Cang là người phải đi lại nhiều nhất giữa ba nơi đó. Cứ mỗi lần khi có lệnh của cấp trên, ông lại về chiến khu nghe phổ biến nhiệm vụ, sau đó lần lượt tới từng nơi phổ biến lại nghị quyết cho anh em. Khi trạm điện đài vô tuyến ngoài địa đạo có việc cần, ông lại lái xe Honda ra ngoại thành rồi thay quần áo đi tìm hầm địa đạo. Có lần khi ông vừa ra đến nơi thì căn cứ bị lộ, địch càn. Nó vừa thoát ra tao hô chạy thì tất cả phải dọt lên chạy, không thì dưới hầm tao 7 đứa mà. Thì mình thấy trực thăng nó vừa ra đặng cho phản lực nó tới,
phản lực nó tới rồi thì xe tăng nó tới liền, nó quánh phối hợp cái kiểu đó đó. Mình mới ra đâu có nhận rõ cái hướng, thế thì sau đó mình mới quay trở lại mình ngó phía này, đúng là cái hướng qua mà máy bay trên này thì hai chiếc phản lực nó quật, nó bắn, thành ra nó bắn, mình chạy không? Chạy lại này thì nó một chiếc dép nó bắn ở trong cái cây, bỏ luôn chiếc dép nó còn chạy con chiếc mà đạp ở trên cái đầu đạn thì phòng chân, tức là nó vừa bắn xuống cái đầu đạn còn nóng hổi vậy đó. Mình chạy mình đạp cái mình biết là nó bắn, nó ghi mình mà không trúng. Em chạy lại kia thấy thằng ghém nó đưa tay lên nó quắt. Chứ lúc đó mà nó không quắt, không biết cái địa đạo đâu bị gì. Mình đang chạy về xe tăng theo vậy mà mình ngược lại chút vậy nè, bị nhận ra cái hướng đó. Thì tới đó thấy tay nó quơ quơ lên cái chạy riết lại, hốp xuống địa đạo cái đậy nắp lại. Một lần khác, Tư Cang và cậu giao thông dẫn đường mới từ ấp chiến lược về. Đến lúc bắt đầu ra vùng căn cứ thì thấy xe tăng địch xếp thành hàng, chĩa nòng bắn về phía mình. Ông và cậu giao thông dẫn đường quay đầu chạy. Năm 66 thì tụi nó mới bắt đầu vận dụng cái miền Claymore của Mỹ đó. Bữa đó thì tao với ông Năm Ước, phải không? Đi ở ngoài ấp chiến lược của Hòa Đông đi về. Về tới đây thì gần căn cứ rồi. Đó, thì thấy hai anh em mà thấy vững vàng rồi đâu có gì phải cảnh giác. Nó kích ở đây một vạt, thấy không? Đó, đây là cái đường Midland đi xuống đây nè. Nó kích cho nghĩa là không biết là bao nhiêu nhưng mà cỡ nó cũng 2 tiểu đội. Bị kích nó vô nó núp ở trong chậu vậy, rồi nó nhận mình lên mò theo cái đường mòn đó. Vừa tới đây thấy gần anh em mình rồi. Trời, nó nhấc một cái kêu một cái rầm, biết là hàng chục cái Claymore mà nó quánh mà cái tiếng nổ kinh hồn rồi. Hai anh em nghe quay lại chạy một mạch, chạy bắn con chết vô thơ bìa rừng thở. hỏi gì mà cái hơi giả thì cái miệng thuốc lê không à, Claymore. tất là dẫn nó bị Claymore đó. Tao mới hỏi ủa mo sao táo mày không có trúng viên nào hết á, bởi vì mo thường thường nó quánh á, thì nó quánh nó mỗi một cái ấy nó mấy trăm viên mà nó hàng chục cái thì tất nhiên là nó quánh, tất nhiên mình cũng trúng viên chứ. Ủa sao táo mày nó quánh mo mà táo mày không trúng viên nào hết á, mấy kia mới suy nghĩ không ra nói thôi tối nay tao mày nghỉ đây một lát cho ông thể, rồi tao mày ra bìa xóm á, ra xóm kiếm cơm ăn, rồi coi bụi tre nào đó chung trống ngủ. À, nghỉ hơi ra xóm. Ra xóm cái gặp đồng bào. Nói trời đất ơi, hồi nãy mấy ông quánh nó cái gì trống dữ vậy, mà nó khiêng về đây quá trời. Tao ấy khiêng mấy khiêng, nó nói 6-7 khiêng. Còn cái lớp mà què ôm nhau đi đó là mấy thằng nữa. Trời đất ơi, cũng nghĩ không ra là nói với dân, nói mẹ nó quánh tụi chạy gần chết, tụi có quánh nó cái nào đâu. Cái rồi sáng cũng dòng dưới sông bọc về, mẹ dòm lên căn cứ nè, thấy tụi thằng Ẩn, thằng Hương, thằng Đồ nó trổ trần, nó ngồi nó ăn cơm, coi tỉnh bơ không thấy gì. Mới leo lên cũng chưa biết ngoài này là cái gì. Nói từ rồi, qua nó quánh ai qua này tới quá mà nó mới là đặt nhìn ngược đi, đặt thùng ngược đáng lý hướng là kẻ thù thì nó lại đặt hướng vô nó không à, thành nó nhấn một cái bây giờ là máu chỗ đó như bông gòn như băng quá trời. Nó nói ủa vậy quánh tụi tao đâu. Đâu rồi tụi bay coi chưa, nói gì nổ súng lát tụi tôi nhảy ra liền mà trinh sát thấy vậy đó. Đúng là nó đặt ngược cái đường của Tâm Hải tao á, quẩy đi vô hùng dày thì nó đặt cái đáng lý hướng về kẻ thù á, nó lại đặt á. Mà trái miền Claymore thì nó công công vậy mày biết á, thì nó hướng nó quánh một cái rành thì người ta chết đằng kia chứ. Thì ở đằng đầu nó có đề chữ Forward Enemy, tức là hướng về kẻ thù. Còn phía sau lưng á, nó đề chữ Back, tức là cái lưng. Thì tiếng Anh đàng hoàng, còn không thì nó phải rời nó biết đó. Ông ấy nó tránh xong, đội hình nó ráo, đúng là trời cứu chứ.
Cuộc đời ông Tư Cang đã trải qua những lần chết hụt như thế, nhưng lần nguy hiểm nhất và cũng là lần khiến ông nhớ đời nhất chính là lần khi ông và nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn được giao nhiệm vụ khẩn cấp. Một hôm chúng tôi nhận được lệnh của tổ chức yêu cầu chuyển bức thư đến một nhân vật chóp bu trong chính giới ở Sài Gòn. Nhân vật này là một người nước ngoài, là tình báo của nước bạn, có quan hệ rất tốt với cách mạng nước ta được cài cắm vào Sài Gòn, mà đến bây giờ chúng ta chưa được phép công bố. Sau nhiều năm cho điệp viên này lọt vào chính quyền của địch ở Sài Gòn, nước bạn nhận được tin điệp viên này đã leo cao, có thể khai thác nguồn tin nhưng đã mất liên lạc. Họ đề nghị ta móc nối liên lạc với người này. Nhà nước ta đã đồng ý. Lá thư mà họ nhờ nước ta chuyển chỉ có vài dòng chữ nhỏ, kèm tấm ảnh bé xíu của người điệp viên kia như một cách đánh tín hiệu đã được chuyển sang cho ta và được ta chuyển từ miền Bắc qua đường Trường Sơn vào Nam. Nhiệm vụ chuyển bức thư đó được giao cho H63. Có những nhiệm vụ rất là ghê, mà đêm phải về dặn vợ con. Nếu ngày mai anh bị bắt, có những nhiệm vụ coi bị bắt như không. Ngày mai anh bị bắt thì em đưa mấy đứa con về đâu và em khai thế nào, em không biết cái gì về anh hết. Nói vậy để cho giặc nó không có làm khổ em. Thì khi mà nói chuyện với nhau ở nhà hàng Victory rồi, để xác định rằng cái nhiệm vụ ngày mai là một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thì tối ông về ông dặn vợ xác định là hy sinh. Nhưng mà mấy anh sao khi thi hành cái đó rồi ông ra ông nói: đời tôi nói thiệt với anh, tôi làm tình báo mấy mươi năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ cái chân cái tôi nó rung như bữa nay. Tôi đưa cái món đó cho cái đối tượng đó theo cái yêu cầu các tên, mà cái chân cái tôi nó rung, tôi không tìm lại được. Thế là cái đêm đó ông dặn vợ ông biết có thể hy sinh. Và tôi thì tôi ngồi dưới sân á, ông lên ông làm cái việc đó với cái tay đối tượng mà trên yêu cầu, một cái tay cao cấp của nước ngoài. Mà tôi xác định rằng nếu nó bắt anh thì nó sẽ xuống nó bắt tôi. Thì tôi với cái khẩu súng mà giấu trong xe luôn luôn vậy, thì sẵn sàng tôi bắn nó vài thằng rồi tôi với anh cùng hy sinh cái đó. Thì cái bữa đó xác định vậy và chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Mà nhiệm vụ đó là của trung ương giao qua tình báo, mà về báo cáo cấp trên á, cấp trên nói dứt khoát phải thi hành, không thể nào thấu thác. Mà tụi này nói phải thi hành thì có thể hy sinh, trên nói hy sinh chấp nhận. Nhiều năm sau, Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn vẫn luôn sống trong một nỗi lo sợ mơ hồ, khi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó điệp bên kia làm phản và sẽ tố cáo các ông với tình báo địch. Sau này cả hai đều biết rằng điệp viên đó không hề tố cáo chúng tôi, vì nếu không tôi và anh Ẩn chẳng còn có thể sống yên lành cho đến ngày giải phóng. Đến năm 1975, cụm tình báo H63 với điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn là cụm tình báo duy nhất chưa hề bị lộ sau nhiều năm bám trụ trong lòng địch. Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gìn giữ được thân phận của mình cho đến những ngày cuối cùng. Sau này khi về già, Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn là hai người bạn thân thiết thường xuyên qua lại hàn huyên. Trước ngày Phạm Xuân Ẩn mất một tháng, ông Tư Cang vào bệnh viện thăm ông. Khi đó ông Ẩn đã rất yếu và vẫn nói với ông Tư Cang: tôi với anh còn sống đến giờ này để mà được nằm chờ chết đã là mừng lắm rồi, tử vi của chúng ta chẳng biết đẹp đến cỡ nào. Nhớ lại câu nói đó của Phạm Xuân Ẩn, Tư Cang bật cười nghĩ về một người đồng chí thân thiết. Ông Tư Cang nói Phạm Xuân Ẩn đến chết vẫn không bỏ được tính cà rỡn. Nỗi ám ảnh của người anh hùng ngành tình báo. Khi được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006, điều khiến đại tá tình báo Tư Cang nhớ nhất chính là những đồng đội đã ngã xuống của ông. Cụm tình báo H63A18 Anh hùng có tất cả 45 người thì 27 người đã hy sinh để bảo vệ mạng lưới tình báo chiến lược. Lúc còn sống, Phạm Xuân Ẩn vẫn luôn nói với ông Tư Cang rằng nếu không có những người liên lạc thì nhà tình báo cũng chẳng làm được gì. Cả Phạm Xuân Ẩn và Tư Cang đều trở thành những người anh hùng của ngành tình báo, được Đảng, Nhà nước công nhận. Nhưng với các nhà tình báo ấy, những người đồng đội đã ngã xuống là những người anh hùng trong trái tim họ. Ông Tư Cang kể, mỗi sự hy sinh của đồng đội trong cụm tình báo H63 đều là một phần ký ức quan trọng của cuộc đời ông, một phần khiến ông luôn đau nhói nhưng tự hào khi nhớ tới. Mỗi chiến sĩ trong cụm H63 nếu rơi vào tay địch
đều có thể trở thành mối hiểm họa lớn cho những điệp viên như Phạm Xuân Ẩn. Thực tế đã chứng minh không ít cụm tình báo của ta thời chống Mỹ đã bị lộ vì lý do đó. Nhưng cụm tình báo H63 thì không, vì H63 có những con người tuyệt vời. Đó là điều mà chính Tư Cang tự hào nhất trong cuộc đời làm tình báo của mình. Là một nhà tình báo, ông Tư Cang luôn hành động theo mệnh lệnh và lý trí. Ở trong nội thành 13 năm, ông không về thăm nhà, dù nhà ngay trong thành phố. Cũng vì lý trí mách bảo ông điều đó sẽ nguy hiểm cho tổ chức. Vậy mà đôi lần ông vẫn từ bỏ mệnh lệnh của lý trí để nghe theo linh cảm, những thôi thúc mãnh liệt trong tâm hồn mình. Bữa đó có cậu Tư Lâm là cán bộ tình báo, cậu ấy được phân công và hỗ trợ tôi. Hôm đó, trước khi cậu ấy vào, tôi đã vẽ cho cậu ấy một bản đồ chỉ hướng đến nơi tôi đang ở. Nhưng trên đường về cùng cô Tám Kiên, người liên lạc hỏa tốc của H63, thì Tư Lâm bị bắt. Thì cô Tám Kiên chạy về báo mình nói thằng Lâm bị bắt tại cửa Hóc Môn rồi. Tướng Lâm thì một cái chiến sĩ rất là dũng cảm, trung kiên, nhưng mà nước da hơi vàng vàng, bủng bủng. Thành nó dòm dễ biết về cổng, thì nó dòm, nó nghi. Nghi kêu vô xét thì nó xét thấy lằn quay dép ở trên này nè. Thấy không? Rồi thấy một hai dấu hiệu nữa thì nó quánh liền. Thì cô Tám Kiên dây qua thấy nó bị quánh tàn nhẫn, nó mới chạy về thị nghè báo mình, nói anh Tư ơi, Lâm bị bắt rồi, phải lo di chuyển. Vì nó đã dễ cái chỗ mình đúng khóc rồi. Mình ngồi suy nghĩ hơi buồn quá. Nhưng mà tướng Cạnh theo mình từ đầu 62, mà tới đó 68 bị bắt. Lúc đó nó trung đội trưởng rồi. Bị bắt thì rất buồn. Nhưng mà mình suy nghĩ lại phân tách. Thằng này cũng như những chiến sĩ khác, mà hơn những chiến sĩ khác, cha mẹ bị tay tàn sát hết rồi. Thành ra đó, nó theo mình 62, 68, mình biết là thằng này không sai. Thì nói thôi Tấm Kiên, nói thôi em đi. Nguyên tắc bị bắt thì phải di chuyển. Thì em đi để nối đường dây với chị Ba đó. Chị Ba già đó, lớn tuổi làm giao thông trực tiếp với ông Ẩn á. Thì em đi để cái đường dây đó chạy suốt. Còn mình á, nó hỏi còn anh. Anh moi hai trái lựu đạn này lên và anh chờ nó. Nếu mà thằng Lâm đúng mà nó dẫn về đó thì trái này anh chia với nó nè. Còn cái trái này thì tán vô bọn lính, chết mấy đứa rồi mình hy sinh luôn, thấy không? Thì cái đó nói với Tám Kiên vậy, thì cô Tám Kiên đi để giữ đường dây. Ngồi đó mình đỡ, quả nhiên thằng Lâm sau này nó đề, nó tra tấn đã không ra rồi nó đề ra Phú Quốc. Cuộc tình báo H63 không hề bị lộ bí mật bất cứ thông tin nào dù là nhỏ nhất. Sau đó Tư Lâm bị địch đưa ra nhà tù ở Phú Quốc và giam ở đấy một thời gian dài trước khi bị chúng bắn chết. Những năm sau hòa bình, có điều kiện, ông Tư Cang vẫn ra Phú Quốc để thắp hương cho người đồng đội, mà ông đã đánh cược cả mạng sống chỉ để biết được một câu trả lời thật sự về niềm tin của mình. Thời chống Mỹ, Tư Cang thường xuyên đi về giữa nội thành với địa đạo Củ Chi và chiến khu. Mỗi lần về Củ Chi, nơi có các chiến sĩ, điện đàm và giao thông của cụm H63, ở đó ông đều thấy thương vô cùng. Có lần ra địa đạo, ông trải rơm trên mặt đất nằm ngủ bên cạnh một cậu chiến sĩ trẻ măng của cụm H63. Người chiến sĩ ấy đi vào ấp chiến lược để làm nhiệm vụ, đi ngang qua nhà một người giàu có, thấy mấy con heo nằm trong chuồng được thắp điện sáng để sưởi ấm. Về căn cứ, nằm trên nền đất ẩm ướt, cậu ta khẽ khàng nói: "Chú Tư ơi chú Tư, cái chỗ mình ngủ bây giờ không bằng chuồng heo nhà giàu." Đại tá Tư Cang bảo mỗi lần nhớ lại chuyện đó, ông vẫn thấy rưng rưng xúc động. Những người lính của ông khổ là thế, gian nan là thế, nhưng chưa bao giờ thay lòng đổi dạ với cách mạng. Họ một mực trung thành với con đường cách mạng và họ đã chọn hy sinh cho nó. Có người lính của tôi bị trúng bom trong một trận càn. Đến lúc hấp hối, trong vòng tay tôi chẳng dặn dò gì nhiều, chỉ nói: "Chú Tư ơi, đừng bảo với má tôi là tôi chết nghe chú Tư, và tôi sẽ buồn lắm. Chú Tư cứ nói tôi đi học làm cán bộ, mấy bữa nữa sẽ về." Hòa bình gặp lại đã được mấy chục năm. Có đêm ông nằm mơ thấy ông đang hẹn gặp với vợ ở công viên, có một tên mật thám lao tới chĩa súng vào đầu. Ông vung tay đánh lại nó. Tiếng kêu đau đớn của vợ ông khiến ông choàng tỉnh. Cú đập mạnh của ông trong giấc mơ đã làm bà bị gãy mấy chiếc răng. Kể từ đêm đó, ông không dám ngủ với bà nữa. Ông sợ không kiểm soát được hành động của mình trong những cơn mộng mị. Có đêm ông nằm mơ thấy những người đồng đội của mình đã hy sinh. Họ về hỏi ông: "Hòa bình rồi, chú Tư có vui không? Chú Tư đừng vì hạnh phúc riêng mà quên tụi tôi nhé." Khi tỉnh dậy, nước mắt ông chảy tràn.
và hình ảnh những con người đã hy sinh vì Tổ quốc sẽ là một phần ký ức theo ông đến suốt cuộc đời. Vì nó là trận đầu tiên đánh Mỹ trong địa đạo của Củ Chi, rất quan trọng, thành ra giữ cái hiện vật đó lại, bỏ trong thùng đại liên rồi dục ở dưới sông dưới đồ đây nó còn đấy, lấy lá quốc kỳ mà phủ nó lại để mà giữ riết tới bây giờ người ta biểu giao bảo tàng nhưng mà không có giao còn đây, các cái thứ là giao hết rồi. Hả? Đây cây súng thời đó đây, không mày phải giết tao xạ thủ rồi hả hả hả, thì nó giao về cây súng côn của Mỹ nè ha, còn như đạn hay nè, còn kể như băng này bãi cục hả, đây bãi cục hả, bắn chạy hết mấy cục, còn đây bắn một cái kêu cái ự nó bị đầu đạn bự. Chuyện đã 5 năm nhưng vẫn như in vào tấm khảm, 5 năm rồng một sư Mỹ đánh vào A-18 chúng tôi, B-52, B-57, tàu thủy, tàu bò, hóa học, hơi cây. Có cây chết, đất đa trụi nhưng con người không lấy chuyện. Người chiến sĩ thời ấy nay đã là trung đội trưởng, đường địa đạo xưa vẫn là căn cứ vững chắc của chúng tôi. Còn sư 25 tia chớp nhiệt đới nay đã cút rồi, mang theo quốc thận vì những con đường địa đạo. Ôi đáng quý, đáng yêu và đáng ghi vào lịch sử, những con đường địa đạo đất Củ Chi.